Xin được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì mời các bạn đến với bản tin tối muộn ngày hôm nay, mùng 9 tháng 1 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong phần đầu tiên của bản tin này thì mời các bạn đến với phần cập nhật trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan trong khuôn khổ chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Và đây cũng là trận đấu mà rất đáng tiếc vì yêu cầu về chiến thuật nên hai đội đã thống nhất là sẽ đá kín. Vì vậy mà chúng ta không thể xem trực tiếp được trận đấu này. Hé lộ bất ngờ về phía Đức Nguyễn trước thềm Asian Cup 2023 là thông tin tiếp theo trong bản tin tối ngày hôm nay. Tiếp đến là nội dung ông Paul King sang Việt Nam chính thức chốt khả năng dẫn dắt Công an Hà Nội. Và cuối cùng là nội dung báo quốc tế tin tuyển Việt Nam có thể gây bất ngờ ở Asian Cup. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe tin trên kênh Điểm tin bóng đá. Với tiêu chí là trung thực và cập nhật thì rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị các bạn bằng cách đăng ký kênh, sau đó bật nút chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn. Trận đấu giao hữu với đội tuyển Kyrgyzstan là cơ hội để cho ông Philippe Jouzier kiểm tra năng lực, phong độ cũng như là mức độ sẵn sàng của các học trò cho sân chơi Asian Cup. Và căn cứ vào màn thể hiện của các cầu thủ ở trận đấu này cũng như là các buổi tập đã qua thì vị huấn luyện viên người Pháp sẽ chốt danh sách 26 cái tên tham dự giải đấu. Đây là màn thử sức duy nhất của đội tuyển ở Qatar trước thềm vòng chung kết Asian Cup. Do đó thì khả năng cao là ông Philippe Jouzier tận dụng tối đa cơ hội để thử nghiệm các gương mặt mới. Tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan đã thống nhất là sẽ tổ chức thi đấu giao hữu kín để đảm bảo bí mật về lối chơi. Do đó mà rất đáng tiếc là trận đấu này không được phát trực tiếp đến người hâm mộ. Bên cạnh đó thì báo chí cũng không được phép tác nghiệp. Và sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu thì tỷ số cuối cùng là 1-2 nghiêng về đội tuyển Kyrgyzstan. Như huấn luyện viên Philippe Jouzier đề cập là các cầu thủ vẫn bị phân vân ở những tình huống nên dẫn dắt, chuyền bóng hay là dứt điểm. Việc không làm tốt ở khâu tấn công trên 1/3 sân phòng ngự của Kyrgyzstan đã khiến cho tuyển Việt Nam dù cầm bóng ổn nhưng lại chưa bế tắc. Bất ngờ sẽ đến ở phút 30 khi từ một đường chuyền hơi nhẹ của hậu vệ, đội bạn đã làm tung lưới đội tuyển Việt Nam 1-0 cho Kyrgyzstan. Với tính chất là giao hữu, đây cũng là trận đấu duy nhất mà ông Philippe Jouzier có thể thử chân các học trò khi Asian Cup đã cận kề. Tuyển Việt Nam đã thực hiện nhiều sự thay đổi người. Trong hiệp 2 thì ban huấn luyện chỉ đạo cầu thủ chơi nhanh, dứt điểm dứt khoát và trực diện hơn, thực hiện nhiều đường chuyền vượt tuyến, đồng thời liên tục cầm bóng tự tin để triển khai lối chơi. Tuyển Việt Nam đã tấn công có đường nét hơn và có bàn gỡ 1-1 nhờ công của Trương Tiến Anh. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của hậu vệ câu lạc bộ Thể Công Viettel. Tiến Anh đã đá chính 6 trận dưới thời huấn luyện viên Philippe Jouzier, sau đó vắng mặt ở 2 trận vòng loại World Cup. Dù vậy, nỗ lực bền bỉ, anh đã được triệu tập trở lại và đang phần nào gây ấn tượng. Tuy nhiên, hàng thủ lỏng lẻo một lần nữa khiến cho đội tuyển Việt Nam phải trả giá thêm một bàn thua trong hiệp 2. Kết thúc trận đấu, các học trò của ông Philippe Jouzier thất bại với tỷ số 1-2. Thất bại với Kyrgyzstan mang đến bài học cần thiết cho tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Cần nhớ là tuyển Nhật Bản vừa đè bẹp Jordan với tỷ số 6-1 để nâng chuỗi trận toàn thắng lên con số 10. Họ cũng là đối thủ của thầy trò ông Philippe Jouzier ở trận ra quân của Asian Cup 2023. Gặp đối thủ chơi kiểm soát bóng và ban bật ở đẳng cấp thượng thừa như tuyển Nhật, tuyển Việt Nam có lẽ rất cần phải duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và phòng ngự thật tập trung. Những sai lầm của hàng thủ như đường chuyền lỗi dẫn đến bàn thua trước Kyrgyzstan trong trận giao hữu tối ngày hôm nay cần phải được hạn chế một cách tối đa. Ngoài ra thì tuyển Việt Nam cũng cần rèm thêm mảng miếng tấn công, đặc biệt là những pha phối hợp chuyền vượt tuyến, đưa bóng ra sau lưng hậu vệ. Gần như chắc chắn ở các trận gặp Nhật Bản, Iraq, đội tuyển của chúng ta sẽ chơi phòng ngự phản công. Dù vậy thì tổ chức phản công như thế nào, đe dọa hàng thủ phòng ngự dâng cao của đối thủ là bài toán khó. Mới đây thì cựu huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan đã có mặt ở Hà Nội để đàm phán lần cuối cùng với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cụ thể là ngày hôm nay mùng 9 tháng 1 thì ông Mano Polking chia sẻ hình ảnh đã check-in bữa sáng ở một khách sạn tại Hà Nội trên trang cá nhân Instagram. Theo đó thì chiến lược gia người Brazil đã đến Việt Nam để đàm phán lần cuối cùng với đội bóng ngành công an. Tuy nhiên thì theo thông tin mới nhất, thương vụ này đã đổ bể. Ông Polking và Công an Hà Nội như đã biết là đạt thỏa thuận sơ bộ, thậm chí là chốt ngày ông thầy người Brazil đến dẫn dắt đội. Nhưng sau khi trao đổi chi tiết hợp đồng, hai bên quyết định là không đi đến hợp tác cuối cùng.
Ngay sau khi nói chuyện với Công an Hà Nội thì ông Vôn Kinh cũng đã lên đường về nước. Nhà cầm quân 48 tuổi cho biết là ông đã có tới 8 chuyến bay trong vòng 6 ngày vừa qua và đang rất cần được nghỉ ngơi. Theo đó thì câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ đưa huấn luyện viên Kia Đại Sắc ngồi vào ghế nóng. Chia sẻ trước truyền thông thì một lãnh đạo của đội bóng này cho biết là huấn luyện viên Kia Đại Sắc sẽ bắt tay ngay vào công việc trong tuần tới. Nhà cầm quân người Thái Lan muốn dẫn dắt một đội lớn có mục tiêu cao. Vì thế mà Công an Hà Nội quyết định lựa chọn Kia Đại Sắc nhằm tiếp tục đưa đội duy trì vị thế hàng đầu ở V-League và xa hơn là có thể vươn tầm châu Á. Về phía Công an Hà Nội, họ cho rằng là huấn luyện viên Kia Đại Sắc là nhà cầm quân tài năng, có thể là cụ thể hóa tham vọng của đội bóng ở các giải đấu. Ngược lại thì việc sở hữu nhiều ngôi sao bóng đá Việt Nam như của câu lạc bộ này cũng giúp cho ông thầy người Thái Lan thỏa sức cầm quân và gặt hái thành công. Ở mùa giải V-League năm nay thì Công an Hà Nội hiện là đang tạm xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 12 điểm sau 8 trận, kém đội đầu bảng Nam Định 7 điểm. Mục tiêu của đội chắc chắn là bảo vệ thành công chức vô địch và hướng đến đấu trường châu lục trong tương lai. Gần đây thì hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng đang rất tích cực tập luyện hồi phục. Người hâm mộ của đội bóng này cũng đang rất mong chờ sự trở lại của cầu thủ sinh năm 1999. Chuyển sang thông tin khác, các bạn thân mến, mới đây thì trang ESPN đánh giá cao năng lực và tin là đội tuyển của chúng ta sẽ đủ sức vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023. Cụ thể là trong bài viết giới thiệu về các đội tuyển tham dự Asian Cup 2023 thì trang báo ESPN đã dành những nhận xét tích cực về tuyển Việt Nam. Tác giả Jo Linh và Gabriel Tan tin rằng là tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội đi tiếp. Việt Nam phải nỗ lực hết sức để có thể vượt qua vòng đấu bảng một lần nữa, nhưng đây là đội bóng có khả năng tạo ra bất ngờ. Họ hoàn toàn đủ sức đánh bại tuyển Indonesia và chỉ cần kết quả tốt trước một trong hai đối thủ còn lại là có thể tiến vào vòng trong. Trang tin thể thao ESPN đánh giá. Tại bảng D thì tuyển Nhật và Iraq được đánh giá là mạnh nhất, nên hai suất trực tiếp vào vòng trong có thể coi là nằm trong tầm tay của hai đội bóng này. Việt Nam được kỳ vọng là sẽ đánh bại Indonesia để lấy vị trí thứ 3 và trông chờ cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên thì Việt Nam vẫn có thể làm nên bất ngờ, đặc biệt là trước Iraq. Đội bóng Tây Á này mạnh hơn nhưng thường là rất khó khăn để giành được chiến thắng. Gần nhất ở cuộc đối đầu vào tháng 11 năm ngoái thì thầy trò ông Casas cũng chỉ có được 3 điểm ở những phút cuối nhờ công của tiền đạo Muhammad Ali. Một trong những nhân tố của tuyển Việt Nam được trang ESPN trông chờ là sẽ tỏa sáng, đó chính là Nguyễn Quang Hải. Tờ báo này bình luận: dù những lời tán dương xung quanh giảm đi đôi chút sau quãng thời gian thi đấu đáng thất vọng ở Pháp, Quang Hải vẫn là tài năng lớn của bóng đá Việt Nam. Cậu ấy thường có thói quen tỏa sáng ở những sân khấu lớn như là kỳ Asian Cup trước, giúp cho đội nhà vào tứ kết. Tác giả Gabriel Tan cho rằng là Indonesia khó có thể tiến xa. Nếu muốn làm như vậy thì đội bóng xứ sở vạn đảo buộc phải vượt qua tuyển Việt Nam. Bản thân ông Philippe Jouzier cũng nhận định là trận đấu với tuyển Indonesia là mang ý nghĩa then chốt, quyết định suất đi tiếp của cả hai đội. Chuyển sang thông tin tiếp theo, trước khi chính thức bước đến vòng chung kết Asian Cup 2023 thì thủ môn Phí Đức Nguyễn đã gặp gỡ bác sĩ riêng của mình để cải thiện một số yếu tố. Cụ thể là ngày 8 tháng 1 thì thủ thành Phí Đức Nguyễn đã chia sẻ hình ảnh trò chuyện trực tuyến với bác sĩ tâm lý Mikel Kokan trên trang cá nhân của mình. Phí Đức Nguyễn cũng gửi lời cảm ơn đến vị bác sĩ riêng này. Về phía mình thì bác sĩ của Phí Đức Nguyễn cũng gửi lời chúc đến tuyển Việt Nam trước chiến dịch Asian Cup 2023. Ngoài ra thì bác sĩ người Slovakia này còn nhắn nhủ tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tinh thần cũng như là quan trọng như chuẩn bị về thể trạng trước mỗi trận đấu. Cụ thể, vị bác sĩ này cho biết: mỗi buổi chuẩn bị tinh thần cho Asian Cup, chuẩn bị tinh thần cũng quan trọng giống như là chuẩn bị về các vấn đề về thể trạng vậy. Phí Đức Nguyễn đã có kinh nghiệm nhiều năm thi đấu ở châu Âu. Anh cũng từng được triệu tập lên đội tuyển Cộng hòa Séc. Tuy nhiên thì thủ thành 32 tuổi này chưa từng có cơ hội thi đấu cho bất kỳ đội tuyển quốc gia nào. Asian Cup cùng tuyển Việt Nam là giải đấu cấp quốc tế đầu tiên mà anh này có mặt. Ngoài Phí Đức Nguyễn thì ông Philippe Jouzier còn có hai thủ môn khác là Đình Triệu và Văn Việt để thi đấu tại Asian Cup. Đình Triệu thì trước đây cũng thể hiện khá tốt trong trận giao hữu với đội tuyển Palestine hồi tháng 9. Chuyển sang thông tin khác,
Tiền vệ Lương Xuân Trường được cho là sẽ gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh theo dạng cho mượn từ câu lạc bộ Hải Phòng. Sau khi chia tay LP Bank Hoàng Anh Gia Lai, sau 15 năm gắn bó thì tiền vệ Lương Xuân Trường chuyển đến thi đấu cho Hải Phòng theo dạng tự do vào ngày 3 tháng 1 của năm 2023. Khi đó thì tiền vệ sinh năm 1995 đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm cùng khoản tiền lót tay lên đến khoảng 6 tỷ đồng. Ở mùa giải đầu tiên khoác áo Hải Phòng thì Xuân Trường ra sân thi đấu tổng cộng là 12 trận ở cả hai đấu trường. Nhưng đáng tiếc là việc gặp chấn thương dai dẳng đã khiến cho chân sút này không đạt được phong độ tốt nhất, thậm chí là có những giai đoạn đã phải nghỉ dài hạn. Tại mùa giải năm nay thì ông Chu Đình Nghiêm chỉ mới sử dụng Xuân Trường ở 9 trận với tổng cộng là 425 phút, bao gồm cả các trận thuộc khuôn khổ V-League và AFC Cup. Đáng chú ý là trong cuộc trao đổi mới đây với Bóng Đá Plus thì huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Công đã bất ngờ hé lộ tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của ông trong thời gian tới. Ông Nguyễn Thành Công cho hay: Xuân Trường sẽ đầu quân cho Hà Tĩnh với bản hợp đồng cho mượn từ Hải Phòng. Có thể là cậu ấy sẽ hội quân để tập luyện cùng toàn đội trong thời gian tới. Được biết là để có được chữ ký của tiền vệ này thì đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phải chấp nhận bỏ ra một khoản phí khủng hỗ trợ cho câu lạc bộ Hải Phòng. Hợp đồng giữa Xuân Trường và Hà Tĩnh sẽ kéo dài đến hết mùa giải V-League 2023-2024. Nếu thể hiện tốt thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ ký hợp đồng chính thức với tiền vệ này sau khi mùa giải khép lại. Còn về phần mình thì Xuân Trường đã có thể tập luyện luôn cùng với Hà Tĩnh trong thời gian tới. Anh sẽ được ông Thành Công đăng ký vào danh sách thi đấu của đội bóng này ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải mở cửa vào ngày 25 tháng 2 năm 2024. Huấn luyện viên Thành Công chia sẻ thêm: Xuân Trường là sự bổ sung lý tưởng cho Hà Tĩnh. Cậu ấy là một cầu thủ có chuyên môn tốt, đã khẳng định được tên tuổi trong những năm qua. Việc có thêm một cầu thủ như vậy lại từng khoác áo đội tuyển quốc gia là điều tốt cho đội bóng của chúng tôi. Tôi hy vọng là Trường sẽ sớm hòa nhập với đội bóng mới, có những đóng góp cụ thể cho Hà Tĩnh trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.